các ông này cứ nghĩ mình nói đùa xong rồi theo kiểu là bảo trẻ con ăn cứt hay sao ấy. Đây này, tôi xót hết cả ruột đây này, những cái này là thằng cu con nó vừa ăn xong đây này. Những cái loại nào chúng ta phải phân loại rác để chúng ta tiết kiệm. Là những cái loại nào mà rác có thể phân hủy được, có thể tự khả năng phân hủy đây này. Nó là nó không muốn là vứt những cái này đi là để ấy thế này. Bảo bao nhiêu lần nhưng mà cái mẹ cứ đéo hiểu nó luôn đấy. Cái kiểu mà nó cho cây ăn thì đéo bao giờ cho nhá. Mình là người cho cây ăn đấy. Còn cái phân hóa học mấy cái phân gì nhỉ? Phân hóa học mấy cả cái gì nó không tốt cho đất đâu. Đây tôi nói dối các ông đảo. Ông này bảo là mẹ thằng này chắc là nói tiễu hiêu xong rồi xui dại cho mình để chết. Để làm như thế rồi chết cây rồi nó lại bán được cây. Nhưng mà bọn này nhá, nó cứ sợ là bẩn nhà mấy các thứ xong rồi toàn cho phân hóa học. Đây tôi nói dối nào. Mình là mày đây, cá ngô này, dưới này có hố này. Vâng, em đang nhưng mà hôm nay đang phải trông con. Mà một người gọi là ấy thế này. Đảm việc nước giỏi việc nhà thế này, đây này. Thịt tiếc các thứ nhá. Nó chả bao giờ nó cho cây ăn đâu. Nó cứ để cây mẹ đây này. Xong rồi cho ít ví dụ như là khoảng 2-3 tháng lại cho ít đạm. Bảo xong rồi nó ngâm xong rồi nó đi tưới. Trong khi tưới ra cái gì đâu. Trong khi là những cái loại rác này vứt đi thì nó phí. Tại vì nó có khả năng phân hủy. Thì mình bảo với mọi người rồi. Nhiều ông bảo là thế cho cây cái ăn kiểu gì. Thì tôi bảo rồi cứ cơm thừa canh cặn mà giặt. Nhưng mà phải có cái video này, không sợ là các ông này bảo là chắc thằng này nó mách thế xong rồi mình trồng, à mình cho ăn thế cây nó chết để nó mua của nó. Thì phải tôi phải xác thực luôn cho các ông đây này. Đào, tại vì rễ của nó đây này. Đôi khi là tơi cái này lên thì là nó giúp cho ấy, đây này. Tất cả những cái loại gọi là nó có khả năng phân hủy thì chúng ta phải phân loại nó ra. Còn tại sao mà phải đào hố như này? Đào hố như này này thì nó gọi là nó đảm, à tức là nó không mất cái tính mỹ quan. Chứ còn ngày xưa các cụ hoặc là cái thời của Đức Phật ấy, là người ta có cái rừng gọi là rừng thi năm đấy, rừng xác chết. Tức là ông nào chết là quẳng ra đấy. Để cho chim cò rồi các thứ nó mổ xong rồi. Để các cái ruồi bụng bọ nó đến xong rồi nó phân hủy cái xác. Gọi là thi năm đấy. Cho nên ngày xưa các cái vị sư cái thời Đức Phật ấy, tức là ra cái rừng gọi là rừng xác chết. Tức là người ta cứ chết là người ta vứt xác rồi đấy. Để cho chim cò mấy các thứ nó đến nó tự làm cho cái thây nó phân hủy. Đến đấy để các cái nhà sư ấy, người ta quán cái sự vô thường. Quán cái thân xác nó cũng là bất tịnh. Nó không sạch sẽ gì, nó phân hủy ra. Mẹ cái người có đẹp như bọn Ngọc Trinh thì đến khi mà cái ra cái rừng ấy, nhìn ngày thứ nhất vừa vứt xác ra, ngày thứ hai, ngày thứ ba trương xanh ra. Thế là nhìn ra là gái đẹp nó thành ra là ấy hết. Từ ngày xưa cái thời của Đức Phật ấy. Tôi nói không biết là các ông nào mà theo kiểu cuồng đạo rồi kiểu ngáo đạo là có hiểu cái điều tôi đang nói không? Nhiều ông là ngáo đạo lắm. Mẹ avatar lúc nào cũng đặt Phật ngồi, Phật đứng. Nhưng mà nhiều khi sống trong cuộc sống nó cứ như thế nào ấy. Sáng nay tôi cũng đã động đến mấy ông ở trên TikTok là cũng kiểu ngáo đạo rồi. Tôi phải nói thật, bây giờ chúng nó cứ bảo ngáo ma túy với ngáo nọ, nghe ngáo kia. Nhiều ông ngáo đạo bỏ mẹ lên. Mẹ cứ sân si rồi, chửi bới, loạn xì ngậu lên. Mọc hương mình quay lên thì nó cứ bảo là sắp chặt đến nơi rồi. Đấy, cái theo cái kiểu vô vi ấy, tôi mới bảo nó là mẹ bây giờ mà mày đi làm công ty hay là mày đi làm mày kiếm tiền. Thằng khác nó bảo đi làm cái gì, kiểu gì chả chết. Toàn những cái chuyện tương lai mà. Tức là chúng ta có một cái bài học là chúng ta phân loại rác. Cái loại nào có khả năng phân hủy vứt đi nó phí. Còn nói chung là làm như thế này thì những cái bà nào mà bà đi ô tô, tôi gặp nhiều trường hợp đi ô tô rồi. Đi ô tô tiền rơi thì đéo mà nhặt đâu nhá. Nhưng mà đi ô tô Pháp thấy bãi cất trâu mà ngang đường là đỗ lại xuống xong rồi lấy các cái loại dụng cụ như là đắt tiền lắm. Hót cất cho vào túi, vứt lên ô tô mang về. Mẹ nó nghiện. Bọn nó nghiện kinh khủng luôn ấy. Mẹ thấy tiền rơi thì không thèm nhặt đâu nhá. Nhưng mà cứ thấy bãi cất trâu cất bò nào mà ở ngoài đường ai đỗ xịch xuống xong lại còn chia sẻ lên hội đấy chứ. Tôi đi về quê tôi chỉ có thấy mỗi cất trợn là tôi đỗ lại tôi nhặt thôi. Tiền thì tôi cũng có. Nó không nhặt tiền. Cứ thấy cất mà kiểu cất trâu cất bò này. Thì tôi nói các đồng chí không hiểu nhỉ. Tôi còn chia sẻ lên hội đây. Mình có dám bảo là điên đâu. Mà cứ đi về thế này ở tôi bây giờ nó sạch cất trâu cất bò rồi. Đi như này này.